Hôm nay mùi làm mà mùi nó có đấy ăn đã ăn đã mương mặn đi như bỏ biết là hậu hĩnh thì biết là ta là em là đang phải đi xe tôi chia em kia nó để tôi em cho đất đi được quá cho mừng quá đủ
kêu chờ đó đó cho chẳng là tiếng anh là đi chờ kia kia kẻ đó tình chẳng răng ma chi nữa chứ hề nàng cứ hoài những chàng chờ lắng nghe ruồi nàng chọn nà ni là chọn nà nơi nó nhà em ở tân ở xa mà ni bố mơ tân ưu tơ mơ ngành tơ tân hơi xóm mơ lang đi đa hay thế là ơ mừng làm mà ê ngã hơi đường đi á dông kể ra tin con tân mà tiếng ở đô mà tiếng ở kia đèo là ư lệnh đó ý đẹp mà ý sinh mà tôi nhìn thời anh nghĩ cho em rằng rồi ngã nhà em tân mà tiếng ở đô khá lại thân là mà có khăn đua nền ngày nó mới dùng mơ sống mơ làng đường yên chứ chỉ tha dùng nợ nàng chứ mơ liền sớm là thầm khi chờ thầm sớm mà thầm lang chờ khi hương rồi hồn quay ấy. Quay mặt vào này lấy cả hai cảnh luôn đấy rồi ăn đấy ăn xong quá hay sửa chạy đã
mô mê đi chẳng có chỗ có tôi đưa đi giờ thương lấy buồn tôi chớ cho anh còn đang đi vô mai ngờ chẳng nơi đi ra đi chẳng mang có thần mà chẳng được chờ điệu đi cho thi cái người già nữ dồn na ư xa đi chỉ có mùa cha mẹ ngầm tôi là khó khăn là thi đi lên rồi lên ngã ơi lâu nữa đi lang thang cho đi lấy trang cho đón em đi dồn ư đi áo điện em chẳng có số chẳng biết chẳng nổ lại thì ôn như bao chỗ mà nhà lô thì nên chẳng mà lộ tôi mẹ tương ưng mà đi đến tầm mưa lá gió mà đi cửa hỏi quản hàng ngỡ lăng em ra liền thì anh đừng buồn mà cô vào đi đang đấy đi chưa hỏi kia vào nợ năng chưa có thì mà có phải nhớ đâu mơ nhà nắng mơ mê đồ
Chẳng khó nhỏ cái ngã trưng mà chạy qua rồi này ngồi.